chưa? Nhẹ chưa rồi. Rồi quay đi. Rồi, chúng ta đi tới ở đất còn. Đây thì con cục phát điện hũ toàn nè, 16 kVA nè, 72 ampe nè, 1500 vòng nè, tôi chậm á, nặng 120 kg nè, à, tôi chậm dễ xài đó. Đặc biệt rồi hũ toàn này nó có đồng hồ luôn nha. Đây phát điện là 16 kVA nè, 50 hẹp 220V, 69.72 ampe.
Nếu mà đúng công suất nó là bà con kéo khoảng 30 ngựa, mà trung bình bà con kéo chạy hai mấy là vừa. Hai đầu điện ra vô điện một pha 220 đó. Quá đã luôn. Và bà con nào có nhu cầu luôn 0886356427 cũng phát điện hữu toàn 16k. Có đại ca ở đây mà lo gì? Xả cái dầu qua chưa? Xả đi. Chút xíu đi mà đi chồng lấy được rồi.
Sông này qua làm cái 13 kg luôn nha. Không, 13 kg mẫu kia. Hỏi số nhận tiền ra. Rồi đi đường nào lên. Dạ. Đi đường nào lên. Con không biết con cứ treo ở đây con bị bạn chưa gần nữa. Đi đường Long Phú ra. Đi đường Long Phú không? Phát điện của Hữu Toàn nè. Phát điện này 20 bên này là 1 pha nè. 28.000W còn khoảng 25 kg rồi con. Khoảng 25 kg này phát điện nè, khoảng 25 kg đây một pha. Nó bự nè, 25 kg một pha rồi con. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Con này là siêu luôn nè, 2800W. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Mẫu rất là đẹp nha. Mình đã thử cái củ phát Hữu Toàn rồi con. Củ phát Hữu Toàn 20kVA 20kg đó, 90A. Đây thử nha, có đồng hồ đo hẹp luôn mà con, đồng hồ đo quên rồi luôn nè. Mẫu mới nha, model mới nhất nha, năm 2021 nha. Con này rất là chắc chắn nha, mới nhất model 2021 luôn. Này nguyên bộ là có bình luôn rồi con. Con mua có bình rồi luôn. Hữu Toàn 20 ký. Có đề luôn nha. Thử cho anh trai. Vào đề thử rồi con.
Nhờ nó thử con cũng toàn có đề luôn nha. 6,5 kg. 6 cave có đề luôn rồi con. Đó là. Rồi. 20 kVA, 560 ampere, 1500 vòng. Mẫu mới nhất 2021 nha bà con. Đây có đồng hồ đo hẹt, đồng hồ đo volt. Đầy đủ. Rồi bà con nào có nhu cầu alo nha, 0886356657. Đây là hũ toàn. Đây số hũ toàn. Máy này cũng chưa được, máy cũng chưa. Đứng luôn, đứng ngược trước đi. Cái này chưa được không? Cái này ngay rồi, ngay được, chứ nó luôn. Rồi, rồi, lên xe. Rồi. Chào bà con nha, hôm nay giới thiệu bà con đi mô phát điện dành cho thủy biển nè, dành cho tàu biển nè. Đây là chống sét không bà con, này như bằng gan hay gì nè. Sơn tĩnh điện là chống sét không bà con, ốc cá đi nóc hết trơn nè. Dành bà con đi mấy tàu câu mực, câu cá nè, đặc biệt là cái câu mực nè, câu mực biển nè, không sợ sét luôn. 16 kg rồi bà con, 220V. Dành cho nào đi biển là ok luôn, không chở xét luôn, lỗi dây đồng rất là chính xác nha, hấp ác còn inox hết trơn luôn. Này để ngoài biển gió thổi cũng không sợ bị xét, mấy cái đầu vít mấy cái tụ không sợ xét. Đó. Đẹp, có sơn tĩnh điện nên nó không có bị nước biển hay là bị gió biển nó làm cho xét mặt ngoài nha, sẽ rất trắng trắng. Đây là bộ con loại không bự không, đây là nguyên bộ của nó.
để dành cho con đi biển, đi đồ đánh cá, đánh mực cho con một con đêm là ok luôn. Đẹp, Vino 2006 NA là không có đèn. Rất đẹp. Đây, Dimo. Nấu điện 220 một pha nha. Này đi câu mực là ok luôn, khỏi sợ xét lỗi đồng bên trong, khỏi sợ xét bên ngoài luôn. Ốc ác còn nóc hết. Sơn tĩnh điện chống xét luôn. Đẹp. Rồi là con nào có nhu cầu luôn nè, 088 65 6 7. Con này vừa. Vừa 72A nha bà con. 1500 vòng, tua chậm được. Chiếc tay thôi, chiếc tay thôi. Nặng một nặng này 120kg nha, 102kg. 50 hẹp. Là đúng điện Việt Nam mình đó. Mặt đạn mặt đồ là chống vô nước luôn nha con, chống vô nước là chống xét luôn. Không. Bản quyền của nó đúng không ạ? Không, hai cái đó kìa. Thấy được không? Hỏi. Đây. Phát điện dành cho đi biển đi đồ, câu mực câu cá đêm rồi nè. Đặc biệt cái dòng này 16kg thường so với dòng này cao hơn cái 16kg 2 triệu nha bà con. Nó cao hơn dòng thường 2 triệu của dòng hũ toàn. Tại vì nó có sơn tĩnh điện nè, chống xét nè, ốc inox nè, tủ điện rồi chống xét với ba cái đạn rồi chống nước luôn. Rất là tiện. Nên nó cao hơn cái dòng thường của nó 2 triệu. Cái là chắc chắn rồi con ơi. Chống xa nước chống đồ luôn. Đẹp. Nguyên bộ bà con ráp về chạy luôn rồi con. Ráp về chạy luôn nguyên bộ đây. Ráp chạy ngon lành. Con nào câu mực đêm câu cá là ok luôn, câu cá biển là ok luôn. Dùng sơn tĩnh điện chống xét, tất cả đồ inox hết, ốc ác lông đền tán inox hết, mặt đạn chống nước luôn, đỡ có nước biển đập vô cũng không sao luôn. Con để cho cái mạng tàu á, có nước biển đập vô không sao. Đây 16kVA 220V 50 hẹp, dòng điện là 72A, 72A đó, 15 vòng là 1500 vòng trên phút. Chẳng 102kg. Chống xét lo gì. Đây là dành mấy tàu câu biển, câu cá về tàu lớn nha. Có dòng cho tàu nhỏ luôn, tàu 9kg cũng có nữa. Cái này dành cho mấy tàu lớn, công suất lớn nè, chiếu sáng nhiều. Còn mấy có tàu nhỏ dành cho tàu nhỏ có luôn. Tàu nhỏ là 9kg, cũng có hũ toàn chống xét luôn. Sơn tĩnh điện. Alo. Alo. Nghe anh ơi. Nghe anh ơi. Dạ đúng rồi. Anh cứ hỏi đi. Đây cục hũ toàn 9kg dành cho tàu biển đó nha. Dành cho mấy tàu nhỏ nè, 9kg. Một ngày 16kg. Một ngày 9kg rồi con. Đây là phía bảo hành của công ty. Ginh lên lại. Ginh lên. Ginh lên. Đây, 9kg dành cho mấy tàu biển nhỏ.
công suất nhỏ 9kW luôn, 40A là 40A đó. Rất tiện mà con. Đây là tàu biển câu mực, câu cá nhỏ nhỏ mini nè, mấy thuyền bườm thuyền nhỏ nè, câu gần bờ là xả này được. Sơn tĩnh điện chống xét luôn, ốc ác inox luôn, khỏi công sở xét mà con ơi. 9kg. Đẹp nha. Còn đây là cục 16kg. Nó khác hơn cục, nó cao hơn cục thường là 2 triệu mà con. Tại vì nó có sơn tĩnh điện chống xét, chống nước, mấy mặt đạn luôn. Nó cao hơn giá thị trường là mấy con kia là 2 triệu. Rất đẹp nha, bằng gan luôn nè. Chống xét luôn nha. Ốc bị nóc hết luôn. Rồi bà con nào có nhu cầu alo nha, 0886356707. Sản phẩm này được bảo hành cho con 1 năm nha. Cho khô chút đi biết hả? Để ngoài á, cái nhỏ nhỏ chút. Rồi để ngoài đi Long ơi. Để ngoài đi, để ngoài. Để ngoài. Bằng đồng luôn đó anh. Đồng. Dạ. Để ngoài đi. Để ngoài đi. Thấy nổi thì chở. Giao tới Bình Dương, Bình Phước rồi đi lên đó. Nó không giao tới mà 10 phe cái cũng cái này nè. Ờ quấn có người đó, hai người chút rồi. Bả nè, có mình tôi đó. Phan, rồi để cho đi. Người đó mới kéo xuống được. Rồi là xúc xe ra. Đi mô hữu toàn 16kg rồi con. 72A nè. Đang chạy cái đồ nổ 24 ngựa nè. Nói vậy thôi. Xúc à? Nào, rồi xuống ngoài lên đi, lên đi. Rồi, máu bé. Cái này trái rồi đúng. Đi nào, cái này. Cái đầu đó. Đây nè, đây nè, đây đi. Đây rồi, đúng rồi đây nè. Đây là dưới nè, đây nè. Đây nè, đây nè. Dán đi, coi. Dán lại, cái dễ mà. Xe này đủ nó dậu để mới xăng vậy. Thôi đừng có điều khiển lộn lại đi. Điều khiển quá. Rồi ok, ngay lên. Để kiểm tra cái. Bạn nghiệm thu cái mới được bay. Lọc xíu rồi. Thế vậy kiểm tra nhớt nhau lại chạy. Để cho cái xây này lại cái lông. Cái xây bô này ra đây nè. Này đó xây ra hả? Này nè, bỏ ra ngoài phải không? Nè. Rồi lỏng rồi nè, lại nè. Rồi xây lại nè.
máy cho, yên tâm, yên tâm. Gõ này về tự xe hơn, chắc vậy anh gõ à, luôn quá. Về gõ luôn, cắt cắn cái giảm âm vô. Cũng lâu lâu chạy phải kiểm tra ốc ác lại nha. Xiết ốc rồi mấy này lại hết. Lâu lâu kiểm tra lần lại hết rồi được à. Về xuống lên luôn nha. Yên tâm đi. Có dán rồi. Có.